Vâng ơi, chào mừng các bác đã đến với kênh của Đồ Gỗ Kinh Bắc bên chúng em. Và hôm nay là buổi sáng ngày 21 tháng 8 của năm 2024. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì ở bên Kinh Bắc chúng em xin giới thiệu đến các bác về hai chiếc tủ góc 70 ở phần mộc. Và chất liệu gỗ mà bên Kinh Bắc chúng em đang sử dụng đó là dòng gỗ hương đá nhé. Một trong những chất gỗ có độ bền và tính ổn định rất là cao. Và hai chiếc tủ góc này thì được làm với một cái kỹ thuật rất là cao và được làm với một thông số là cực kỳ dày. Đó là toàn bộ phần khung cánh này là dày 4 phân, cột tủ cũng là bản 4 phân và toàn bộ các cái phần ván đục bên dưới này thì được bên Kinh Bắc chúng em sử dụng cái ván liềm một tấm này, dày là 3 phân, hàng đục tọng thủng kênh bong. Đó. Và đây chính là một trong những cái sản phẩm mà bên Kinh Bắc chúng em nhận được rất là nhiều những tín hiệu đặt hàng và trong buổi sáng ngày hôm qua ấy, thì cũng có bàn giao một cái sản phẩm tương tự về cho gia đình nhà chủ Sơn ở khu vực Quỳnh Lưu của tỉnh Nghệ An. Và toàn bộ kết cấu thì được bên em làm là hàng kết cấu mộng mạ, nó rất là kỹ với toàn bộ các cái phần khung lon này. Đây là hai cái phần khung lon tháo rời để các bạn khi mà hoàn thiện và lắp kính ấy, thì đây là cái phần khung lon tháo rời thì ở bên Kinh Bắc chúng em ấy, thì đều làm mộng này, đó, đều làm mộng này. Đó, các bạn nhìn thấy phần nhân không ạ? Nó đều làm nhân mộng như này. Thứ nhất là để cho cố định được cái khung lon nó được chắc chắn và thứ hai là để chống vênh chống ngót đó. Chống vênh chống ngót đó là một cái yếu tố rất là quan trọng và có chiều cao từ chân lên đỉnh là cao là 2,3 m, vì vậy là cái dáng tủ cũng sẽ rất là đẹp. Thông thường thì những cái sản phẩm trên thị trường ấy mọi người hay làm là cao là 2,17 m nhé, bên em làm là 2,3 m đó. Đây là những cái điểm nó khác biệt hoàn toàn so với những cái sản phẩm trên thị trường. Và hơn nữa là toàn bộ các cái đường mộng này, các bác nhìn này, những cái đường mộng này nó cực kỳ chuẩn này, nó cực kỳ chuẩn này đó. Các cái đường mòi này nó đối đầu nhau và được làm rất là bén nhé. Và hơn nữa là toàn bộ các cái đường trành như này thì đều được cho thợ bên Kinh Bắc chúng em là lạo cực kỳ kỹ luôn. Đó, các cái đường trành này đó, lạo rất là kỹ, rất là ăn khớp với nhau. Và cái phần khung lon này thì cũng làm cái mái vòm bên trên này tạo điểm nhấn này. Và bên trong này thì gồm có hai đợt thì sau khi hoàn thiện thì sẽ lắp đợt kính này, lót gương. Nếu mà các bác mà không muốn lót gương ấy thì để trần gỗ như này thì sẽ chơi được vân gỗ. Nếu mà các bác mà muốn lót gương ấy thì bên em sẽ lót gương. Và cái phần khung cánh này thì được có độ dày là hàng khung cánh dày 4 phân này. Khung cánh rất là dày này. Đó, khung cánh 4 phân này, khóa việt tiệp và kể cả là cái phần các cái phần mành cánh tủ này nhá, các bác nhìn này, cái mành cánh tủ chạy xung quanh này thì cũng được bên em làm là sẽ toán nó toán rãnh này, đó và đút thẳng cái phần phần mành cánh tủ này vào trong. Nếu mà các bác mua hàng chợ thì mọi người hay làm là bắn đinh, đó, bắn đinh xuyên qua. Thì khi mà bắn đinh như vậy thì nó sẽ không đảm bảo về cái độ thẩm mỹ, không đảm bảo về cái độ chắc chắn và hơn nữa là nó sẽ rất là yếu, nó dễ bị gãy. Còn như này thì các bác chơi thì yên tâm, đó, chơi yên tâm. Vì vậy là đã đúc thẳng vào rồi, vì vậy là cái này nó rất là chắc luôn, đó, rất là im này, nó rất là im. Và chiếc tủ góc này thì các bác có thể là kê ở phòng khách này hoặc là phòng bếp với cái mục đích là trang trí những cái đồ trưng bày, đồ lưu niệm hoặc là những chai rượu, cốc ly, hoặc là những bình hoa tượng gỗ đó, các bác có thể là trưng bày ở bên trong với hai tầng đợt cao là 38 này, tầng thứ ba này là cao khoảng độ 50 cộng thêm cái ô cổ kia là 12 13 phân nữa, vì vậy là sẽ cao là 38 cộng 13 thì loanh quanh khoảng độ là 50 phân. Và thứ hai nữa là bản lề này, bản lề này thì toàn bộ là bản lề đồng nhá và trang bị là ba chiếc bản lề đồng đó. Đó là một cái yếu tố nếu mà các bác tìm hiểu ấy, thì không có cơ sở nào sẽ làm ba bản lề cho các bác đâu, bởi vì là cái cánh như này mọi người chỉ làm cho các bác là hai chiếc bản lề, thậm chí là có những cái bản lề inox không phải là loại bản lề đồng, bản lề xịn. Và cái điểm đục chạm ở đây ấy, thì đây là một trong những cái sản phẩm có một cái mẫu đục và một cái bố cục đục chạm nó cực kỳ là tinh xảo sắc nét và rất là chỉn chu. Và trong năm 2024 này thì bên mục ở bên Kinh Bắc chúng em ấy đã chỉnh sửa và cho thợ làm theo cái mẫu mới, nó hàng đục tọng thủng này với những cái đường thói này, những cái đường chân đục hoa này nó rất là đẹp. Khi mà các bác nhìn phần mộc như này thôi, khi mà hoàn thiện lên ấy, nó sẽ khác hẳn nha các bác nhá, nó sẽ khác hẳn luôn, bởi vì là cái phần mộc này thì khi mà đục thì đã ngâm nước, bởi vì vì vậy ấy, thì khi mà các bác nhìn trên video này có thể là hơi mờ, nhưng mà khi hoàn thiện lên ấy, thì đây là một trong những cái sản phẩm được ở bên em thực hiện đục nó rất là đỉnh cao luôn đó, thực hiện đục rất là đỉnh cao đấy. Những cái đường tọng ở những cái cành ngang như này nó rất là khó tọng, bởi vì là khi tọng như này ấy, rất là dễ gãy cành, đó, rất dễ gãy cành. Vì vậy là thứ nhất là phải là thợ khéo này, thứ hai là cái độ tỉ mỉ, độ cẩn thận
và cái độ chỉn chu nó phải rất là cao. Đó, độ tập trung. Đó, những cây này được đục tóc, đó, đục tóc rất là đỉnh cao luôn. Đó, đây là bố cục cây tùng hạc này. Bên cạnh này là trúc trích đấy ạ. Và toàn bộ khung cánh này thì được bên em làm là khung cánh 4 phân này, ván đục 3. Hàng thì được hoàn thiện phần mộc là chọn gỗ là đẹp trong ngoài. Đó, đẹp trong ngoài. Những cái đường mòi này các bác nhìn này. Những cái đường mòi này bé như sợi tóc, đó. Bé như sợi tóc luôn. Và khi mà làm tủ như này ấy, thứ nhất là mộng chuẩn, thứ hai là về cái kết cấu ấy thì những cái cột đứng này, đó, những cái bệ trên bệ dưới này và những cái đố ngang như này nó sẽ ăn khớp với nhau, vì vậy là tạo lên một cái tủ nó cực kỳ chắc chắn. Đó, rất là chắc chắn luôn. Và một chiếc tủ góc này thì bên Kinh Bắc chúng em đang chào bán công khai một chiếc góc 70 hàng kỹ, đó, hàng kỹ chất lượng cao thì bên Kinh Bắc chúng em đang chào bán công khai với mức giá là 16 triệu. Thì các bác mà quan tâm hoặc là có nhu cầu, các bác có thể gọi điện trực tiếp cho bên Kinh Bắc chúng em qua số hotline là 0868 8240. Và ngoài ra thì bên em có nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách về đa dạng mẫu mã, kích thước và chủng loại gỗ. Đó, đây là một cái sản phẩm tủ góc nhưng mà làm theo kiểu tròn đấy ạ. Nó góc tròn. Và có một chiều làm theo yêu cầu là một chiều là 80, một chiều là 70 phân. Đó, được làm theo yêu cầu của khách nhé. Bên em thì có nhận đặt hàng theo yêu cầu về đa dạng kích thước, mẫu mã, chủng loại gỗ. Các bác mà muốn hàng trơn ấy, không đục ấy, thì bên em cũng dựng. Đó, hàng trơn không đục cũng có này, hàng đục máy cũng có này, hàng đục tay cũng có. Đó, các bác mà muốn tư vấn thêm thì các bác có thể là kết nối qua Zalo. Đó, hoặc là về trực tiếp với bên Kinh Bắc chúng em theo địa chỉ ở thôn Châu Phong, xã Linh Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đó, và hai chiếc này thì hiện tại là chưa có chủ nhân. Đó, mới chính thức là xong phần mộc. Đó, các bác mà yêu thích các bác có thể gọi điện để đặt mua. Và bên em thì sẽ hỗ trợ vận chuyển trong cái bán kính là 100 km. Đó, các bác ở khu vực cách đơn vị ở Kinh Bắc khoảng độ 100 thì km thì bên em sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí này, đó, lắp đặt tận nơi. Và các bác ở xa như khu vực Thanh Hóa, Nghệ An hoặc là trong cái khu vực miền Nam ấy thì các bác vui lòng mà cộng thêm một chút tiền vận chuyển thì bên em sẽ bàn giao và sẽ lắp đặt đến tận nơi. Rất là đẹp luôn và cực kỳ chỉn chu. Và trong clip ngày mai thì bên em cũng xin phép là được kết thúc ở đây. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những clip giới thiệu những sản phẩm tiếp theo.